Xin chào quý vị và các bạn. Sớm nay, ảnh hưởng của hội tụ gió còn duy trì nên Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông. Khu vực vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa từ 50 đến 100mm. Riêng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu, cục bộ trên 150mm. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại miền Bắc ở dưới ngưỡng 34 độ. Khu vực Đồng Bằng và Thanh Hóa có nơi cao hơn, thời tiết vẫn còn khá dễ chịu. Sang ngày mai, trời sẽ tạnh ráo hơn hẳn và có nắng nhiều hơn. Đối lập với trạng thái mưa ẩm ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, khu vực còn lại của Trung Bộ từ Nghệ An cho tới Hà Tĩnh và Phú Yên, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục 23 đến 25 độ vĩ Bắc, kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên ở đây tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp, thấp nhất ngày trong khoảng là 45-60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 10 cho tới 18 giờ. Ngoài việc có các biện pháp chống nắng trong thời điểm này, người dân Trung Bộ cần đặc biệt lưu ý đến thực phẩm, ăn uống hàng ngày, cần tránh các đồ nóng và bữa ăn nhiều dầu mỡ, chỉ khiến cho cơ thể thêm nóng bức. Hạn chế để đồ ăn qua đêm sẽ dễ khiến cho vi khuẩn sinh sôi, làm hỏng đồ ăn và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Quan trọng là chúng ta cần phải bổ sung nhiều rau xanh và đảm bảo lượng nước cần thiết cho cơ thể. Quay trở lại với những thông tin thời tiết, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày hôm nay mưa sẽ giảm dần, ngày có nắng với nhiệt độ từ 30 đến 33 độ tại Tây Nguyên và 31 đến 34 độ tại Nam Bộ. Mưa sẽ thường lui về tối cho đến đêm muộn, không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân nơi đây. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, tiếp tục thịnh hành gió Tây Nam đến Nam ở cường độ cấp 4, cấp 5. Mưa phổ biến ở diện vài nơi, ngày nắng. Riêng khu vực phía đông của quần đảo Hoàng Sa, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Còn với khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác về chiều tối, gió Tây Nam đến Nam ở cường độ cấp 4 đến cấp 5. Như vậy là nắng nóng vẫn còn tiếp diễn ở khu vực miền Trung, đặc biệt từ Nghệ An đến Phú Yên. Còn Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ngày hôm nay vẫn tương đối mát mẻ, dễ chịu. Bản tin thời tiết sáng ngày 12 tháng 8 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Chúc quý vị có một ngày mới tốt lành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.